Xin chào anh chị, thì hiện tại em đang có mặt tại Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý anh chị. Thì hôm nay em đến đây em muốn giới thiệu đến anh chị mình hai căn nhà liền kề nè quý anh chị, rất là đẹp luôn. Sau nhà của mình thì có một view sông rất là thoáng mát luôn. Nhà của mình thì hiện tại nằm trên trục đường này luôn nha quý anh chị. Cái hướng mà em đang quay là thông ra thị trấn Vĩnh Bình nè, thông ra Bình Phục Nhất này kia đó quý anh chị, Gò Công Tây. Còn cái hướng phía bên này là cái hướng thông ra Mỹ Tho này kia đó quý anh chị. Mình hiện tại thì nằm ở địa chỉ là ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý anh chị. Thì diện tích đất của mình có diện tích ngang là 18 anh chị, dài là 30. Tổng diện tích đất của mình là 477,3 m² nha quý anh chị. Hiện tại thì trên đất của mình có hai căn nhà liền kề luôn. Nhà ở ngoài quý anh chị được dán gạch lên trên cao luôn quý anh chị. Mấy ở trên nhà thì đã được đóng la phong hết rồi. Ở trong thì dán gạch là 1m6 nha quý anh chị. Ở ngoài đây là dán gạch lên tới lên trên luôn nè. Cửa hiện tại là cửa cây nha quý anh chị. Cửa cây có ép kính á. Nhìn nhà thì em thấy 80% là nó còn mới lắm quý anh chị. Nhà này thì thuận tiện mình nghỉ dưỡng nè, cho con em ra riêng nè, rất là mát ở nhà quý anh chị. Bên hông của mình thì có cửa sổ để luồng gió nè. Ở trong thì người ta dán gạch cũng rất là sạch sẽ nè, lên 1m6 hết rồi. Nhà của mình hiện tại thì có hai phòng ngủ nha quý anh chị. Hai bên hông đều có cửa sổ, hai bên hông cho gió lùa vào với lại ánh sáng này kia cho nó mát đó quý anh chị. Đây là căn phòng đầu tiên nè. Ở trong đó người ta cũng đã xây làm như cái giường giả đó quý anh chị, cho mình lên đó mình nằm á. Xung quanh rất là mát luôn. Phía ngoài sau cũng có cửa sổ luôn. Này là bên hông. Nhà em nhìn rất là sạch sẽ luôn đó quý anh chị. Điện này kia đầu này kia đã được kết nối âm vô tường hết nha quý anh chị. Mình về mình chỉ cần câu vô lại là mình xài thôi. Nhà này em thấy rất là mới luôn. Ở dưới đây là nhà vệ sinh nè, chỗ rửa mặt buổi sáng nè, rồi chỗ rửa chén ở đây, rồi không gian nhà bếp nè quý anh chị. Em thấy dán gạch rất là sạch sẽ hết rồi. Thì bên hông nhà bếp mình có một cái cửa nữa để mình ra ngoài, mé về sau mình còn đất đó quý anh chị. Mình ra mình ngắm kênh view sông này kia rất là mát luôn. Đó, quý anh chị thấy không, cái nhà rất là ok luôn. Thì hiện tại thì nhà của mình cách thành phố Mỹ Tho tầm 10 mấy cây số đi xe máy quý anh chị. Cách thành phố Hồ Chí Minh thì tầm 75 cây số đổ lại thôi. Nhà của mình thì cách trung tâm Chợ Gạo tầm 2 cây rưỡi quý anh chị. Nó nằm hiện tại nằm trên đường nhựa Đê Tây, gần trường học cấp 1, cấp 2 Hòa Định luôn đó quý anh chị. Thông ra đường huyện 23B luôn. Thông ra Chợ Gạo, cầu Chợ Gạo này kia rất là thuận tiện luôn nè quý anh chị. Tiện ích vòng vòng xung quanh mình thì tầm 2 cây rưỡi đến 3 cây số là đầy đủ tiện ích cho mình rồi đó nha quý anh chị. Gần trường chợ, gần này kia rồi đó, rất là thuận lợi cho quý anh chị mình luôn. Căn nhà này mình có thể mua để nghỉ dưỡng nè, hoặc là đầu tư lại, hoặc là cho con em mình ra riêng nè quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy không, căn nhà rất là sạch sẽ, thoáng mát luôn. Cái này mình ở trên thành phố về mình có thể mua để mỗi tuần mình về đây mình nghỉ dưỡng á quý anh chị. Mình tránh dịch bệnh hay là gì đó, nghỉ dưỡng thoáng mát. Gia đình mình về vui chơi rồi phía ngoài sau. Còn cái căn nhà phía ngoài trước nè quý anh chị, mình có thể cho thuê lại nè. Hoặc là mình mở tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ mình buôn bán nè, bán nước bán này kia, hoặc là mở tiệm tóc này kia quý anh chị. Rất là thuận tiện cho quý anh chị mình luôn. Còn căn nhà phía trong mình có thể để mình ở nè, quý anh chị thấy không, rất là hợp lý luôn á. Nhà nào cũng rất là mới. Hiện tại là hướng Tây Nam nha quý anh chị. Phía qua trước này thì mình có thể để được mấy chiếc xe ô tô đó quý anh chị. Rất là rộng rãi luôn, sân còn rất là rộng. Thì chủ kêu bán căn nhà này là 1.350.000.000 á quý anh chị. Quý anh chị mình ai có thiện chí mua thì liên hệ em qua số điện thoại 0932 774 732. Em có thể cho quý anh chị gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng giá chút đỉnh nha quý anh chị. Thì chủ nói là sẽ bớt lọc cho quý anh chị mình á. Nên quý anh chị mình ai thích căn nhà này cảm thấy hữu duyên thì liên hệ với em nha. Phía ngoài sau này mình có thể xây thêm một căn nhà sàn nữa đúng không anh chị. Ra mé sông tí xíu mình chè mình ngồi mình hóng gió, mình uống nước trà, câu cá này kia ha. Rất ok luôn. Bên hông của mình thì khoảng sân rất là rộng luôn. Mình có thể đậu được mấy chiếc xe hơi luôn đó quý anh chị. Thì hôm nay em quay đến đây em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Quý anh chị mình ai cần thì liên hệ cho em qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo với em qua số 0932 774 732 để gặp trực tiếp chủ thương lượng giá nha quý anh chị.
Quý anh chị nhớ nhấn kênh đăng ký theo dõi để mỗi khi ra clip mới, quý anh chị mình có thể chọn lựa cho mình những mảnh đất, những mảnh nhà vườn hoặc những mảnh đất nền phù hợp với mình hơn nha. Dạ, em xin chào.